Hi, chào mừng quý anh chị khách hàng đã đến với kênh Honda Hà Nội.net. Và ngày hôm nay Văn Hội sẽ chia sẻ cho quý anh chị khách hàng bảng giá mới nhất của tháng 7 năm 2019. Ngày hôm nay và trên tay tôi đây đó chính là bảng giá mới nhất của năm 2019. Với tháng 7 rất là oi bức, nóng nực như vậy thì một chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn sẽ được áp dụng đến quý anh chị khách hàng. Và không để quý vị các bạn chờ lâu, hãy cùng tôi theo dõi clip sau đây để tổng quan giá bán, chương trình khuyến mại cũng như là các quà tặng khuyến mại hấp dẫn, cũng như tổng quan các mẫu xe Honda trong tháng 7 năm 2019 sau đây. Chia sẻ đến quý anh chị khách hàng thì hiện tại Honda ô tô Việt Nam phân bố phối đến thị trường, tại thị trường Việt Nam đã đến nay đã lên đến 7 mẫu xe, và đặc biệt nhất đó chính là mẫu Honda Brio vừa mới được ra mắt ngày 20 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Và trên tay tôi đây đó chính là bảng giá cũng như là các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Đầu tiên thì đến với Honda Brio với giá bán cho phiên bản 1.2G là từ 418 triệu đồng chẵn, trong khi đó phiên bản 1.2 RS là từ 448 triệu đồng chẵn, và phiên bản 1.2 RS OP1 là từ 452 triệu đồng chẵn, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại quà tặng hấp dẫn. Vậy để chi tiết hơn nữa thì ngay phía đằng sau của video này, quý chị khách hàng sẽ biết được ngay là khi mà chúng ta mua xe trong tháng 7 sẽ được những khuyến mại gì. Và đến sản phẩm thứ hai đó chính là mẫu Honda Ra. Honda Ra có 3 phiên bản cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, là giá từ là 544 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.5V. Tiếp theo đó chính là 1.5VX là từ 594 triệu đồng chẵn, và phiên bản 1.5 RS với giá bán là 624 triệu đồng chẵn. Tiếp theo, không để các bạn chờ lâu nữa, đó chính là mẫu Honda City. Honda City với 2 phiên bản 1.5 CVT với giá bán là từ 559 triệu đồng chẵn, và phiên bản 1.5 Top với giá bán là từ 599 triệu đồng chẵn. Trong tháng 7 này, đặc biệt nhất đó chính là mẫu Honda City sẽ cạnh tranh cùng các mẫu xe hạng B trong thị trường sedan tại Việt Nam, và với giá bán rất là nhiều khuyến mại quà tặng hấp dẫn để cho những quý anh chị khách hàng nào trong tháng 7 này sở hữu sẽ được thấy rằng là chúng ta mua xe của một cái mùa hè nóng bức nhưng giá thì lại cực mát, cực tốt đó. Và tiếp theo đến đó chính là mẫu sedan Honda Civic năm 2019 với giá bán từ 729 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.8e. Tiếp theo đó là 1.8G với giá bán là từ 789 triệu đồng chẵn, và phiên bản 1.5 RS sử dụng động cơ turbo tăng áp giá bán là từ 929 triệu đồng chẵn. Cũng rất là nhiều chương trình khuyến mại quà tặng hấp dẫn và rất là nhiều màu để quý anh chị khách hàng có thể chọn lựa để phù hợp với phong thủy của mình. Và hiện tại thì tại Honda Auto Giải Phóng hỗ trợ trả góp lên đến 80%. Quý anh chị khách hàng chỉ cần sở hữu khoảng 100 đến 200 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay các mẫu xe Honda tại showroom. Đến với sản phẩm tiếp theo đó chính là Honda HR-V. Honda HR-V năm 2019 với giá bán cho phiên bản 1.8G là từ 786 triệu đồng chẵn, trong khi đó 1.8L là từ 866 triệu đồng chẵn. Và tiếp theo đó chính là chiếc Honda CR-V. CR-V thì cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sử dụng động cơ turbo tăng áp với giá bán là từ 983 triệu đồng chẵn cho phiên bản E, và phiên bản G là 1.023 triệu đồng chẵn, và phiên bản L là 1.093 triệu đồng chẵn. Có thể thấy ngay được rằng từ trong tháng 5 cũng như tháng 6 vừa rồi là doanh số của Honda CR-V tăng trưởng rất mạnh. Vậy thì để sở hữu Honda CR-V trong tháng 7 này, quý anh chị khách hàng cũng sẽ được hưởng rất là nhiều những phần quà, chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn, không chỉ là tặng tiền mặt, bảo hiểm mà còn cả phụ kiện. Để cụ thể và chi tiết của chương trình thì hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới, và tổng quan hơn nữa có thể tham khảo tại website www.hondahanoi.net để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại cho trả thẳng cũng như là trả góp. Và một mẫu xe nữa đó chính là Honda Accord. Honda Accord thì dự kiến trong tháng 8 hoặc tháng 9 này thì mẫu Honda Accord thế hệ mới nhất sẽ được về thị trường Việt Nam. Quý anh chị khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe Honda Accord, hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Vừa rồi đó chính là chia sẻ của tôi về
bảng giá của các mẫu xe Honda City, Civic, CRV, Ra, Brio, Accord và HR-V năm 2019 tại tháng 7 này. Để sở hữu ngay các mẫu xe mới nhất của Honda trong tháng 7 với chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hãy liên hệ ngay Văn Hội hotline 0989 588 516 để được tư vấn về trả thẳng cũng như là trả góp. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và sau đây thì mời anh chị, quý khách hàng sẽ di chuyển cùng tôi để xem chi tiết hình ảnh từng mẫu xe hiện tại đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Trân trọng cảm ơn. Vâng, và mẫu xe đầu tiên có thể kể đến đó chính là Honda Civic 1.8G năm 2019. Đây là phiên bản màu đen với giá bán từ 789 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.8G. 1.8E sẽ là từ 729 triệu đồng chẵn, sẽ bao gồm các chương trình quà tặng, khuyến mại hấp dẫn, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nếu lấy xe Honda Civic trong tháng 7 năm 2019 này thì là quý chị khách hàng sẽ được tặng ngay rất nhiều quà tặng, khuyến mại hấp dẫn cũng như là bảo hiểm thân vỏ. Và đây là phần đuôi xe. Tôi sẽ quay tổng quan từng model của tháng 7 năm 2019 cho quý anh chị có thể nhìn thấy được. Đây là phiên bản 1.8G tổng quan của Honda Civic. Tiếp theo chúng ta sẽ đi di chuyển đến Honda HR-V. Honda HR-V năm 2019 với giá bán từ 786 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.8G và 1.8L là 871 triệu đối với màu trắng và màu đỏ. Còn các màu khác thì sẽ là 866 triệu đồng chẵn. Xe cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là tổng quan của Honda HR-V năm 2019 cũng với nhiều chương trình quà tặng khuyến mại rất hấp dẫn. Honda HR-V là được có thể được nói là một trong những mẫu xe có kiểu dáng hiện đại cao cấp nhất trong phân khúc xe SUV hiện nay. Chúng tôi sẽ cùng quay tổng quan phía đường đuôi xe. Và đây tổng quan của đuôi xe Honda HR-V năm 2019. À, đây là tổng quan ạ. Vâng, và mẫu xe tiếp theo không thể không kể đến hot nhất thị trường hiện nay trong phân khúc A, đó chính là Honda Brio năm 2019, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 phiên bản 1.2G, 1.2RS và 1.2RS OP1. Đây là tổng quan của xe với giá bán từ 418 triệu đồng chẵn, chưa bao gồm các chương trình quà tặng, khuyến mại hấp dẫn. Trong tháng 7 này, quý anh chị khách hàng mua xe Honda Brio năm 2019 sẽ được tặng ngay một bảo hiểm thân vỏ và một phần quà tặng phụ kiện rất giá trị. Hãy liên hệ ngay hotline 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết. Thêm là hai mẫu xe rất hot nữa, đó chính là Honda City cũng như là Honda CR-V năm 2019. Với Honda City thì với hai phiên bản từ 559 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.5 CVT và 599 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.5 top, thì trong tháng 7 này cũng nhiều chương trình quà tặng khuyến mãi hấp dẫn, tặng từ tiền mặt, phụ kiện, bảo hiểm và gia hạn bảo hành. Hãy liên hệ ngay hotline 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết, cũng như là chiếc Honda CR-V năm 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản 1.5E, 1.5G và 1.5L với giá bán từ 983 triệu đồng chẵn, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn, khuyến mại cả tiền mặt đến phụ kiện lên đến hàng trăm triệu đồng. Hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới 0989 588 516. Quý vị và các bạn sẽ nhận được những quà tặng khuyến mại hấp dẫn và giá bán rất tốt cho thời điểm trong tháng 7 năm 2019. Vâng, đây là tổng quan của các mẫu xe. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm mẫu Honda Accord sắp được về. Vâng, Honda Accord là cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với các phiên bản cao cấp. Vâng, còn một mẫu nữa đó chính là Honda Ra. Honda Ra tháng vừa rồi, tháng 6 thì với nhiều quà tặng khuyến mại hấp dẫn, thì trong tháng 7 này cũng rất là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho quý anh chị khách hàng. Mọi chi tiết hãy liên hệ hotline phía bên dưới.
Đây tổng quan một lần nữa các mẫu xe trong tháng 7: Honda Civic, Honda Ra, HR-V, Brio, City, CR-V và một mẫu sắp về là Honda Accord. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi. Xin trân trọng. Thank you.